Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cường Bonsai. Hiện nay giới chơi hoa lan phi điệp đang chuộng 3 loại phi điệp tuyệt sắc, đó là 5 cánh trắng, hồng và bệt. Cường Bonsai xây dựng lan hoa tuyệt sắc bảng cho 3 loại với tiêu chí đó là đẹp. Bảng đầu tiên kênh giới thiệu đó là hồng bảng, tập hợp những bông phi điệp hồng đẹp, có danh và được nhiều người tìm để sưu tầm đưa về vườn của mình. Xin giới thiệu bông mắt ngọc. Á hậu. Minh Châu. Lạng Sơn. Hồng xòe. Hồng mỹ nhân. Tuyên chu. Yên thủy. Vị trí trong khung vàng, bông được đánh giá xuất sắc nhất, xin mời các bạn bình chọn. Hiện nay còn nhiều mặt phi điệp hồng chưa được giới thiệu công khai, nên bảng này xây dựng lên có thể thay đổi trong tương lai. Bảng này xây dựng trong tháng 4 năm 2019. Mỗi tháng kênh sẽ tổng sắp lại với sự góp ý của các bạn. Mong các bạn ủng hộ. Trân trọng cảm ơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé.